Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbuy Channel. Nếu như mọi người chưa biết thì trên trang web của Clickbuy đang có chương trình là hỗ trợ giá mua dịch cho những chiếc iPhone. Và đang có rất nhiều mẫu iPhone được giảm giá với một mức giá rất là ngon. Nên nếu như các bạn nào quan tâm thì có thể lên trang web của Clickbuy để có thể tham khảo. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn 3 chiếc điện thoại thuộc bộ 3 iPhone 11 series đang được giảm giá rất sâu. Để nếu như các bạn nào quan tâm tới những chiếc máy này thì có thể hiểu rõ hơn và trước khi quyết định là mua chúng. Và nếu như các bạn nào đang quan tâm tới những sản phẩm này thì có thể tìm hiểu tại Clickbuy thông qua đường link mà để bên dưới phần mô tả của video. Và đầu tiên thì chiếc iPhone 11 đang được giảm giá tới tận 2 triệu đồng, giá gốc của nó là 16.990.000. Và giờ đây thì chúng ta đã có thể mua được chiếc iPhone 11 này với mức giá là 14.990.000. Và với cả máy Lanier thì chúng ta cũng có thể tiết kiệm được 2 triệu đồng với mức giá chỉ là 11.990.000. Và với cái mức giá này thì chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một màn hình có kích thước là 6.1 inch, tấm nền là IPS LCD cùng độ phân giải là HD+. Và như mình cũng đã nói trong khá là nhiều video rồi là mình không thích lắm cái màn hình trên chiếc iPhone 11 này. Nhưng mà cái màn hình này mình nghĩ là nó vẫn có thể đáp ứng đủ cho những bạn nào không có yêu cầu quá cao về mặt màn hình, cũng như là những bạn nào không có quá quan tâm về cái vấn đề thông số cũng như là công nghệ được trang bị trên cái màn hình này. Và nó vẫn có thể đem tới cho các bạn những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời về cái mặt hiển thị. Và chiếc iPhone 11 này nó còn mang tới cho các bạn một cái ngoại hình rất là đẹp, rất là tinh tế. Và nó cũng sẽ có rất nhiều màu sắc để các bạn có thể lựa chọn tùy vào sở thích cá nhân của mình. Ở mặt lưng của nó còn có cụm camera 2 mắt làm điểm nhấn cũng khá là nổi bật. Và cụ thể thì chúng ta sẽ có ở đây là một camera chính có độ phân giải là 12 MP. Và một camera góc siêu rộng cũng có độ phân giải là 12 MP. Còn về cái chất lượng hình ảnh mà cái camera này có thể mang lại thì các bạn cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì cái công nghệ camera trên iPhone 11 có thể mang lại cho các bạn những bức ảnh rất là tốt mà khiến các bạn có thể hài lòng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có con chip là A13 Bionic mang tới cho các bạn những cái trải nghiệm rất là mượt mà và trơn tru trong những cái sử dụng hàng ngày. Và cái vòng đời hỗ trợ của chiếc iPhone 11 này cũng còn rất là lâu, rất là dài nữa. Nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Và tiếp theo thì chiếc máy cũng được giảm giá 2 triệu giống như là iPhone 11 trong cái đợt khuyến mãi này, đó chính là chiếc iPhone 11 Pro. Và các bạn có thể mua được chiếc iPhone 11 Pro mới phiên bản 64GB với mức giá là 18.590.000 và với máy Lanier là 14.990.000. Và với chiếc iPhone 11 Pro này thì nó đã toàn diện hơn, đã được trang bị những cái công nghệ xịn sò hơn so với là chiếc iPhone 11 khá là nhiều. Và chúng ta sẽ có ở đây là một màn hình có kích thước là 5.8 inch, nhỏ hơn một chút so với iPhone 11, nhưng mà tấm nền của nó lại là Super Retina XDR OLED và độ phân giải là Full HD Plus. Với chiếc máy này thì cái kích thước màn hình của nó sẽ hơi nhỏ một chút, nhưng mà bù lại là cái chất lượng hiển thị của nó sẽ rất là tuyệt vời, mang tới cho các bạn những cái trải nghiệm giải trí như là xem phim, xem video hay là chơi game thực sự là tuyệt vời. Mình không có bất kỳ một điểm gì để chê như cái màn hình trên chiếc iPhone 11 Pro này cả. Về phần camera thì chúng ta cũng sẽ có được nhiều hơn một ống kính tele có độ phân giải là 12 MP so với chiếc iPhone 11. Và chúng ta sẽ có được nhiều cái sự lựa chọn hơn, nhiều cái tính năng hơn trong cái việc chụp ảnh, có thể hỗ trợ cho các bạn được trong nhiều những cái trường hợp khác nhau hơn. Và cái cấu hình thì iPhone 11 Pro cũng được trang bị con chip là A13 Bionic rất là mạnh mẽ. Nên là các bạn cũng không cần phải quan tâm lắm về cái vấn đề là hiệu năng cũng như là những cái trải nghiệm của các bạn trên chiếc điện thoại này. Và cuối cùng là chiếc máy xịn sò nhất trong bộ 3 iPhone 11, đó chính là chiếc iPhone 11 Pro Max. Thì chiếc máy này đang được giảm giá tới tận 2 triệu đồng đối với máy 2 SIM mới, còn được giảm giá 1 triệu đồng đối với máy Lanier. Và cụ thể ở đây thì iPhone 11 Pro Max 2 SIM mới thì các bạn sẽ có mức giá là 24.990.000. Còn với iPhone 11 Pro Max Lanier thì các bạn sẽ có mức giá là 18.390.000. Và như các bạn cũng có thể thấy là iPhone 11 và iPhone 11 Pro thì nó đã xịn sò như vậy rồi. Thì chiếc iPhone 11 Pro Max là cái chiếc điện thoại cao cấp nhất trong bộ 3 iPhone 11 series thì nó sẽ còn xịn sò hơn nữa. Chúng ta sẽ có ở đây là một màn hình có kích thước lên tới là 6.5 inch, tấm nền là Super Retina XDR OLED và độ phân giải là Full HD Plus. Với cái màn hình này thì dù là kích thước màn hình hay là cái chất lượng hiển thị màn hình thì đều rất là tốt. Nếu như các bạn e ngại là cái chất lượng hiển thị trên iPhone 11 không đủ, hoặc là cái kích thước màn hình trên iPhone 11 Pro thì hơi nhỏ, thì chiếc iPhone 11 Pro Max này thì nó đã hội tụ đủ hai cái yếu tố đó, là màn hình vừa lớn và cái chất lượng hiển thị vừa tốt, mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm về giải trí là rất là tuyệt vời. Mình không có bất cứ điểm gì để chê trên chiếc iPhone này cả. Và các bạn còn có thể đòi hỏi gì thêm trên một chiếc màn hình như thế này nữa? Và quay ra mặt sau thì chúng ta cũng sẽ có một cụm camera 3 mắt là gồm một camera chính, một camera tele và một camera góc siêu rộng. Và chúng đều có độ phân giải là 12 MP. Và cái chất lượng của cái camera này thì có thể nói là nó tương tự với iPhone 11 Pro, thậm chí là nó còn nhỉnh hơn một chút so với iPhone 11 Pro nữa.
Tiếp theo là cái phần cấu hình thì iPhone 11 Pro Max cũng tương tự như là những chiếc điện thoại khác thuộc iPhone 11 series thì chúng đều được trang bị con chip là A13 Bionic. Còn về cái phần hiệu năng thì rõ ràng là iPhone 11 Pro Max sẽ nhỉnh hơn so với iPhone 11 cũng như là iPhone 11 Pro. Và iPhone 11 Pro Max còn được trang bị một viên pin lớn hơn nữa nên các bạn có thể sử dụng được trong một thời gian dài hơn. Ok, và trên đây là 3 chiếc điện thoại thuộc iPhone 11 series đang được giảm giá rất sâu tại ClickBuy. Và nếu như các bạn nào có nhu cầu thì có thể lên trang web của ClickBuy để tham khảo và chọn cho mình một chiếc iPhone phù hợp nhất. Còn các bạn nghĩ sao về video này? Hãy để lại comment ý kiến cá nhân của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe cho YouTube của ClickBuy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.